Vâng, anh Hoàng xin kính chào tất cả bà con cô bác cùng tất cả anh chị em các cháu có chung cái niềm đam mê yêu thích trồng cây dâu tây. Thì hôm nay anh Hoàng xin giới thiệu cho tất cả bà con cô bác anh chị em những cái cây dâu tây giống mà hiện tại là anh Hoàng đang có trong cái vườn của mình. Thì tất cả những cái cây giống dâu tây ở đây thì đều là những cây giống dâu tây gọi là cấy mô. Thì hiện tại là anh Hoàng đang có tất cả là 6 loại giống nha bà con cô bác nha. 6 loại giống tất cả. Thì hiện nay là có thêm một cái giống mới nha bà con nha. Một cái giống mới cũng như là một cái giống Hàn mới nữa mà một cái giống Mỹ mới. Đây thì hiện tại là cây giống cũng đang rất là đẹp, có những cái loại cây thì đã gần 3 tháng tuổi, hết sức là đẹp và cây cao to. Còn có một số thì cây cũng được khoảng hơn 1 tháng tuổi thì cây nó hơi nhỏ thôi mọi người ạ. Thì có thể là 1 tuần nữa thì những cây nhỏ này thì mới có khả năng là bán ra cho các bạn được. Còn những cây lớn thì cũng có thể bán được rồi. Đây rất đẹp nha mọi người nha. Thì hiện tại anh Hoàng đang có khoảng cỡ 2.000 cây giống dâu tây, cấy mô các loại. Ở đi vào cụ thể thì giống thứ nhất ở trước mặt mọi người đây thì đó là giống dâu tây Mỹ Tù. Trái của nó thì bà con có thể xem ở bên góc trái của màn hình. Đây bà con ạ. Thì Mỹ Tù là một trong dòng dâu tây, nó thuộc cái giống dâu tây Mỹ thì nó có cái ưu điểm là sức sống, sự chống chịu với điều kiện ngoại cảnh môi trường nó rất 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 là tốt. Và sức sống gọi là chống chịu với lại sâu bệnh hại nó cực kỳ tốt và nó rất là ít bị chết, ít bị cái hiện tượng là chết yểu hoặc là chết rục. Nó rất là ít cái hiện tượng đấy bà con nhé. Lưu ý bà con là cây dâu tây Mỹ Tù là một trong dòng dâu tây nó khác với Mỹ Đá. Trái của nó ăn thì vẫn thơm và ngọt hơn rất nhiều so với Mỹ Đá nha bà con nhé. Thì hiện tại là cây giống là mới được khoảng cỡ hơn 1 tháng tuổi, khoảng cỡ 1 tháng rưỡi tuổi rồi bà con ạ. Thì bắt đầu là bán và bắt đầu là bà con có thể mua về trồng được rồi. Ưu điểm rất là lớn, tuy nhiên khả năng chịu nhiệt nó này cũng tương đối thấp. Còn giống thứ hai ở đây là bà con có thể nhìn thấy đây là những cái giống dâu tây Hàn CL Wang. Thì đây là một trong những giống dâu tây Hàn cũng rất là được ưa chuộng hiện nay. Đây là một cái giống mới bà con nhé. Đây là một trong giống mới lần đầu tiên vườn anh Hoàng là có bán. Thì đối với dâu tây Hàn CL Wang thì trái rất là thơm, ăn ngon, ngọt. Một cái giống những cái dòng dâu tây cao cấp. Hết sức là đẹp. Đây tất cả những cây giống trước mặt mọi người đây là cây giống Hàn Seo. Rồi giống thứ ba ở đây là bà con có thể thấy là những cây giống dâu tây Bạch Tuyết. Bạch Tuyết thì hiện tại là anh Hoàng cũng còn có một số những cái loại Bạch Tuyết là được trên 3 tháng tuổi. Còn đây là những cái loại Bạch Tuyết là hơn 1 tháng tuổi thôi bà con ạ. Thì nó còn khá là nhỏ. Thì những cái cây Bạch Tuyết trên 1 tháng tuổi này thì vẫn chưa xuất bán được nghe bà con nhé. Đây lưu ý bà con đây chỉ quay cho bà con xem thôi. Đây là mấy những cái cây mới ra được khoảng cỡ trên 1 tháng tuổi, nó còn khá là nhỏ. Phải hết tuần này thì nó to thêm một chút nữa thì bắt đầu mới xuất bán được. Hiện quay cho mọi người xem luôn. Giống thứ ba là Bạch Tuyết. Bạch Tuyết thì rất nổi tiếng này mọi người ạ. Rồi giống thứ tư mà đang có trong vườn của anh Hoàng đó là giống dâu tây Nhật Lùn hoặc là có cái tên gọi khác là Nhật Tochi Otomi. Đây là một trong những dòng dâu tây là hết sức là chịu nhiệt tốt và được bà con ở trong các tỉnh miền Tây, miền Đông Nam Bộ cũng như các bà con ở trong các tỉnh miền Trung thì rất là ưa thích trồng cũng như các bà con trong các tỉnh miền Bắc. Đây là những cái dâu tây Nhật nữa này các bạn này. Qua cái thực tiễn trải nghiệm thì tất cả những cái khách hàng của anh Hoàng thì đều trồng dâu tây Nhật Lùn rất là thành công và cây nó ít bị chết, rất là ít bị chết. Sức sống nó rất là tốt, tuy nó nhỏ thôi nhưng mà sức sống nó rất là tốt. Rồi một trong cái dòng dâu tây giống thứ năm đó là dâu tây Nhật Kazonoka. Thì Kazonoka là một trong dòng dâu tây cũng hiện tại là cây giống rất là đẹp, được trên 3 tháng tuổi, cây giống hết sức là to, khỏe. Đấy, cây lá hết sức là to. Đây các bà con này, nhìn hết sức là đẹp. Sức chống chịu với môi trường rất là tốt. Quả thì ăn ngọt, thơm. Đấy, đây là một trong dòng dâu thuộc dòng dâu cao cấp. Đây là cũng lần đầu tiên có trong vườn nhà anh Hoàng. Nhật Kazonoka. Nó khác với lại Nhật Nokaberry một chút nhưng mà trái, chất lượng trái với chất lượng quả nó cũng tương tự nhau. Cái hình dáng quả bà con có thể xem góc trái màn hình. Rồi giống
Cuối cùng là giống thứ 6 mà hiện tại anh Hoàng đang có ở đây, đó là những cây dâu tây New Zealand. Thì New Zealand là một trong dòng dâu tây nó quá quen thuộc với lại mọi người, anh chị em trồng dâu rồi. Thì nó là một trong dòng dâu tây sức sống chịu với lại điều kiện môi trường tốt, nó chịu được nhiệt độ cao và chất lượng trái thì ăn ngọt thanh, chất lượng trái to cứng đó, rất là nhiều đặc điểm ưu điểm. Thì để bán thì anh Hoàng sẽ bán từ 20 cây giống trở lên, ship theo đường xe khách. Và bà con lưu ý là chỗ anh Hoàng bán thì sẽ thu tiền cây và tiền phí xe trước. Đấy, một số thì sẽ thu tiền phí xe trước, nhưng mà tiền cây thì sẽ thu trước nha bà con nhé. Thu tiền cây trước là qua hình thức là chuyển khoản tài khoản ngân hàng. Đấy bà con ạ. Bà con lưu ý ship từ 20 cây. Rồi xin chào, hẹn gặp lại mọi người. Chúc bà con là lựa chọn cho mình được những cái cây giống dâu tây tốt nhất.